Tiếp theo chúng ta sẽ có phần nào? Chúng ta sẽ làm sang phần promotion. Promotion này thì đơn giản rồi. Đây, với promotion chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ định nghĩa background cho promotion các bạn nhé. Tức là toàn bộ cái background lớn này, này của cái thẻ tra ấy. Đây. Đó. Nó sẽ mang một cái màu này các bạn. Đây. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ định nghĩa là background. Đây. Đây các bạn nhìn này. Đó, promotion container như thế này. Được chưa? Đó. Chúng ta muốn cái ảnh này nó sẽ nằm ngang hàng nhau cho tất cả thì cái li lúc này cũng sẽ phải thay đổi. Đó là thẻ UL. Display flex, các bạn nhìn thấy chúng ta toàn bộ sử dụng flex. Ok chưa các bạn? Được chưa? Các bạn nhìn thấy là cái này của nó sẽ mỗi cái nó có một cái khoảng cách đây này. Đó. Có nghĩa là mỗi cái li này của chúng ta nó sẽ chỉ có một độ rộng nhất định thôi. Được chưa? Và nó sẽ có khoảng cách của chúng ta thì nó đang dính như thế này. Chúng ta sẽ xử lý cho cái li. Thì đối với li anh sẽ set width sẽ bằng 30% chia 3 đấy. Để còn lại chúng ta sẽ làm cái khoảng cách kia. Được chưa? Ok chưa các bạn? Display sẽ là block. Và chúng ta sẽ có một cái khoảng padding trên dưới 40 pixel và 0 pixel cho li như thế này. Khoảng cách phía trên phía dưới đấy. Đó. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là sau khi chúng ta set width như thế này này. Thì chúng ta thấy cái ảnh của nó bị díu như thế này. Tại sao lại như vậy? Tại vì chúng ta đang chưa quy định kích thước cho ảnh. Đây. Giả sử cái ảnh này lúc này nó sẽ không được phép rộng 100% nữa. Mà cái ảnh của nó sẽ chỉ bằng khoảng bao nhiêu phần trăm của cái li này thôi. Các bạn hiểu không? Thì width của ảnh này nó bằng ví dụ khoảng 80% của cái li thôi. Chứ nó không được 100%. Thì nó sẽ về cái khoảng như thế này. Ok chưa? Nhưng mà cái khoảng này của nó, các bạn nhìn thấy này. Đây, nó sẽ nằm như thế này. Đúng không? Đó, nó nằm ở mép hai đầu như thế này. Của chúng ta nó sẽ đang như thế này. Chúng ta muốn đưa nó ra thì chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là justify content. Chúng ta sẽ để là between space. Between như thế này. Đó, để nó chia đều và nó nằm cân giữa hai bên, hai mép này này. Được chưa? Thì các bạn sẽ cho vào cái UL này một cái thuộc tính này nữa. Ok chưa? Bây giờ cái ở giữa này chính là cái li thứ hai đấy. Chúng ta sẽ set cho nó một cái background khác. NTH try số 2. Chúng ta dùng như này đỡ phải đặt tên class riêng. Đó, thì như buổi đầu anh nói ngay từ những ngày đầu các bạn học ấy, anh nói là khi mà chúng ta làm project ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng vận dụng tất cả những cái chúng ta đã học thì lúc đấy các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Đây, như các bạn đang thấy đây. Thấy chưa? Thế lúc này chúng ta sẽ chia ra được cái promotion như thế này. Đúng như cái design nó cần. Thấy chưa các bạn?